Ekip can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Hợp lực đã kịp thời cấp cứu thành công cho cụ bà 73 tuổi, trú tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, bị đột ngột ngừng tuần hoàn, mất ý thức, người tím tái, nguy cơ tử vong cao. Trong người mệt, khó thở. Thế bà bảo tôi đưa bà xuống này sang, đưa xuống thì vẫn bình thường. Anh cứ chụp cũng ngò thở, nhưng mà không còn chịu được. Thế rồi vào đây, mới vào đây được buổi sáng, buổi chiều chuẩn bị khám đây là bắt đầu cơn đau tức ngực lên, không thể ấy được, không thở nữa. Ngay lập tức, bệnh nhân được sốc điện, đặt thông khí nhân tạo, hỗ trợ hô hấp để duy trì sự sống. Đánh giá tình trạng trên có thể do tắc mạch vành gây ra rối loạn nhịp, các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân xuống phòng can thiệp để chụp mạch vành. Sau khi chụp mạch vành xong thì nhận định rằng là bệnh nhân này có hẹp nặng cả ba thân mạch vành, có ba mạch vành nuôi thì có cả ba ca mạch đều có tổn thương, đặc biệt trong đó có động mạch vành phải là động mạch mà nó kiểm soát hay là chi phối cho những cái hoạt động của nhịp tim, và mạch này đã hẹp và xơ vữa lan tỏa từ đầu và tắc hoàn toàn từ đoạn RCA2. Thì ngay sau khi phát hiện bệnh nhân có cái đoạn tắc như vậy thì chúng tôi đã phải đưa một cái dụng cụ, đấy là hút huyết khối để hút cục máu đông ở trong cái vị trí tắc đấy ra. Sau khi hút huyết khối xong thì như những bệnh nhân khác là bệnh nhân sẽ tái thông được cái dòng chảy, nhưng bệnh nhân này trên nền một cái xơ vữa hẹp rất là nhiều, rất là nặng, nên chúng tôi là phải dùng một cái bóng để nong đi nong lại rất nhiều lần để cho mở rộng cái lòng mạch ra. Khi đó bệnh nhân mới có những cái dòng chảy để tái thông máu cho cái vùng phía sau đoạn tắc. Đặc biệt trên bệnh nhân này là chúng tôi cấp cứu trên tình trạng bệnh nhân đã được thông khí nhân tạo, đó là hỗ trợ hô hấp qua đường bóng bóp, nên là cái ekip thực hiện cũng phải kết hợp giữa rất nhiều, từ hồi sức đến tim mạch can thiệp, và bệnh nhân có những cái rối loạn huyết động trong quá trình làm, nên chúng tôi phải vừa làm can thiệp, vừa cấp cứu và vừa hỗ trợ hồi sức cho bệnh nhân. Thì sau khi qua rất nhiều các cái cố gắng nỗ lực thì bệnh nhân đã được tái thông lại cái dòng chảy cho bệnh nhân. Bệnh nhân được tái thông mạch máu nuôi tim trong thời gian vàng nên tế bào cơ tim được bảo tồn, không bị tổn thương, sức khỏe ổn định hoàn toàn. Sau khi đặt stent mạch vành tại khoa tim mạch thì sau đặt stent thì bệnh nhân đỡ đau tức ngực, không khó thở. Về mặt thị giác thì rất là tốt, chứng tỏ là bệnh nhân này không có tổn thương não do tình trạng ngừng tuần hoàn. Đấy. Sau ngày thứ 5 điều trị thì bệnh nhân này tình trạng đau ngực hoàn toàn không còn nữa và bệnh nhân hoàn toàn có thể ra viện được. Bà thấy sức khỏe bây giờ cũng ổn, ăn được, ngủ được, bà thấy yên tâm mà. Các bác sĩ đến khám, thăm hỏi, động viên, mà bà hôm nay thế nào rồi. Bà hôm nay nó đỡ rồi, nó chỉ có đau tức ngực thôi. Nói chung là bà thấy khỏe, cũng khỏe hơn nhiều. Không có lời gì cả, cho nên cảm ơn hết được. Cái cảm ơn, cảm xúc của bà với gia đình. Đúng là bà thấy cũng mừng. Nói chung là qua được cơn này thì nhờ các y bác sĩ ở đây. Nhưng không có các y bác sĩ ở đây thì bà cũng không còn đấy nữa. Thế vâng, cháu cảm ơn bà xúc động. Ha ha.